Y tế vừa có công văn về việc triển khai nghị quyết số 128/MVCB của Chính phủ. Theo Bộ Y tế, trên cơ sở theo dõi và tổng hợp ý kiến của các bộ ngành và địa phương trong quá trình triển khai nghị quyết số 128/MVCB và quyết định số 4800/QĐ-BIT, Bộ Y tế đề nghị chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch COVID-19 theo từng cấp, từ cấp xã và khuyến khích quy mô nhỏ nhất có thể để có các biện pháp y tế hành chính phù hợp. Tăng cường chủ động rà soát, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo hướng dẫn tại quyết định số 4800/QĐ-BIT ngày 12 tháng 10 và công điện số 1700/CD-BIT ngày 25 tháng 10 của Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, các địa phương chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh, thành phố. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Trong đó, lưu ý căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế hoặc tại nhà, theo hướng dẫn tại quyết định số 4038/QĐ-BIT ngày 21 tháng 8 của Bộ Y tế, và thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch cho người dân. Về tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe, Bộ Y tế nêu rõ những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương. Những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Đối với những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Tại công văn mới nhất này, Bộ Y tế cũng đề nghị các bộ ngành chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ. Việc xét nghiệm thực hiện bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ sàng lọc gồm 3 đến 5 đối với xét nghiệm kháng nguyên nhanh, gồm 10 đến 20 đối với xét nghiệm real-time PCR. Bộ Y tế lưu ý trên cơ sở tình hình thực tế của các cơ sở lao động trên địa bàn, các địa phương chủ động quyết định cụ thể theo từng cấp độ dịch về tần suất, tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao, phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ chức sản xuất.